người lớn thì 150k, trẻ em từ 1m đến 1m4 là 50.000. Quán trượt thì cao 1m chứ 0,8. Em Khu ơi, tắm mát không con? Tắm mát không? Ôi chà, mát thế nhờ. Dẫn mấy đứa nhóc qua đây trải nghiệm cái chỗ bán trượt nước này đây coi. Cả nhà tắm biển xong rồi bây giờ lại nhà hàng Đại Nam. Gà chiên này. Gà chiên này. Cái món này là sườn ram nè. Đó, cá thịt kho nè, thịt xào. Súp lơ. Cái dưa hồng chiên. Xin chào quý cô chú anh chị, các bạn đã trở lại kênh Nguyễn Heo Official. Hiện tại thì em đang có mặt tại bãi biển nhân tạo Đại Nam, trong khu du lịch Đại Nam quý cô chú anh chị. Đây vé vào thì miễn phí, mà vô các khu vui chơi thì mình phải mua vé. Đây, giờ em sẽ mua vé này. Vợ em đang mua vé phía trong. Em đang đi chung với gia đình, dẫn cho mấy đứa nhỏ đi chơi ngày hè. Vé này. Người lớn thì 150k, trẻ em từ 1m đến 1m4 là 50.000. Đó. Bộ phận chăm sóc khách hàng, đường dây nóng, điện thoại luôn đi chúng tôi nè. Quý khách lòng kiểm tra vé với lại tiền trước khi ra rồi khu quầy. Em vào và cái biển cho mấy nhỏ tắm thôi. Đây cái đây thì có bán chỗ cái quầy bán đồ tắm này. Đồ tắm này. Sáng giờ em đi vô đây là gần 9 giờ sáng. Bây giờ là 12 giờ trưa, đi tham quan vòng 12 giờ trưa rồi. Rồi cho tắm xong cái đi ra nhà hàng ăn xong cái đi qua tham quan khu vui chơi. Đây có áo tắm Hồng Hạnh này. Bán sĩ và lẻ quần áo tắm hết trơn luôn. Phía bên đây bán đồ bơi, đồ tắm đủ hết luôn. Nhà chỉ chuẩn bị đồ bơi xong rồi không ấy. Bán đầy đủ hết luôn. Bán phao, bán đầy đỏ đủ hết. Áo phao, kiến đeo mắt. Giờ mình vào trong, quay cho cô chú chị xem. Trong biển nhân tạo lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Rộng khu này đã rộng hơn 21 hecta của chú chị, gần 22 hecta đó. Đây. Có nhà hàng ăn uống phía bên đây luôn. Nhà hàng biển Đại Nam. Đó. Đây nó có các bạn chỉ dẫn hết trơn. Chỗ thay đồ tắm phía bên đây, mình không mua thì mình thuê. Còn khu vực thay đồ này, rồi hướng ga. Đấy, rồi xuống bãi biển tắm ở đây. Giờ mình xuống đây coi mình để đồ xong rồi mình thay đồ ra mình tắm thôi, tắm cho mát mẻ rồi đói bụng trước mình đi ăn thôi. Xa lộ quán bán mì xào, cơm chiên, cá kho tộ, canh chua, lẩu hải sản, lẩu thái, lẩu cá, tất cả các loại, cơm sườn. Dạ, đây các bạn chỉ dẫn hết của chúng chị ơi, rộng tha hồ bát ngát luôn, bơi sao hết được. Đây, làm giống như kiểu các khu lịch resort nhà hàng ấy. Đây, bữa nay đi vào thứ năm nên cũng không đông lắm. Chứ là sáng giờ trời mưa chắc là lạnh quá nên người tắm. Đó. Giờ mình kiếm chỗ ngồi mình để đồ xong rồi kiếm chỗ mình thay đồ ra thôi, tắm thôi. Đây, biển đây, biển nhân tạo, sóng đánh nhân tạo. Đây, giờ này cũng còn mưa này, mưa phùn.
chiếc máy quay hết rồi cô chú chị ạ. Đi sát phía trong rồi, đỡ mưa đỡ tạt rồi. Bây giờ mình kiếm chỗ nào ngồi lý tưởng xong thì để đồ thôi. Dài ra phía biển quay cho cô chú chị xem. Ở đây có khu vực nửa mét này, 0.5 mét. Xa xa kia là 1.4 m, 1.6 m, 1.2 m, 1 mét. Ở đây có ván trượt này, ván chỗ khu vực ván trượt thì cao 1 mét chứ 0.8 m. Đây có nhà hàng phía sau đây luôn. Thì có chỗ có võng ngồi, có ghế dựa, rồi ghế mà nằm ngã lưng người sau á, cái ngồi nghỉ trơn, nghỉ chăn cho đỡ mệt. Còn phía đây là chỗ đầu thuê phao bơi. Phía đây là chỗ thuê phao, phao cái đồ bơi. Chỗ kia là vòi phun nước. Còn phía bên kia xa xa bên kia là chỗ cái giống kiểu như nhà hàng biển Đại Nam. Ủa, có quán trượt cao cao, có bên kia có quán trượt cao nữa. Đây là chỗ Hồng Hạnh cho thuê áo tắm, thuê đồ bơi rồi nè, thuê phao bơi rồi phía bên đây. Đây thuê phao là 10.000, 10.000 thế chăn 40, một phao là 10.000 chăn, võng thì 30.000 đồng, thế chăn 70. Cái khách chủ động lê vé này. Chỗ y tế cấp cứu thì nằm đây. Đó, lỡ như mà mấy em nhỏ mà lỡ mưa chơi xa, chỗ xa bờ quá ấy quá, uống nước hay là bị ngọt này kia là đem vô đây. Đây người ta ra đây người ta chụp hình lưu niệm nhiều. Rồi, giờ em tắt máy tí xíu, em thay đồ xong rồi em đi tắm. Em quay tiếp cho quý chị xem nha. À, đây đang xin trải nghiệm nè. Ở đây là giống như họ lắp một cái tấm xốp đây của chú chị. Xốp này. Họ lót như thảm xốp. Ở khu vực phía trong này là họ giăng dây ngang rồi. 1 mét đến 1.2 mét là giăng dây ngược lại. Em cu ơi. Tắm mát không con? Tắm mát không? Ôi chà mát thế nhờ. Thuê phao hoặc là bán luôn. Đây. Một phía bên đây. Giăng dây hết trơn rồi chú chị. Đây khu vực 1.2 m đâu lại thì họ ngăn phía đây lại. Ngăn cái dây lại. Ngăn cái dây lại phía đây. Tôi kia bán trượt, chỗ bán trượt xuống là 1 mét đâu lại nè, chiều sâu là khoảng 1 mét. Phía đằng kia thì có bảo vệ ngồi giữ nè, coi ai mà ngập nước thì rớt lên. Từ phía xe xa xa kia là người lớn bơi, 1.6 m là sâu nhất luôn chị. 1.6 m là cao là sâu nhất, hồ bơi này cao mực nước là họ cho phép là 1.6 m là sâu nhất. Đấy. Ở phía bên đây có ván trượt nè, ván trượt ở đây. Xíu mình lên kia mình trải nghiệm cái ván trượt thôi. Rồi có cái khu trượt nè, khu trượt ván nè, trượt nước đây nè. Nhóc qua đây trải nghiệm cái chỗ ván trượt nước này đây coi.
Bên này vào thứ năm này cũng hơi vắng. Giờ này là khoảng 10 gần 12 giờ trưa rồi. Từ từ nha con, từ đứa lên thôi nha. Đi vịnh cầu thang con, đi vịnh cầu thang lên. Đây, trẻ em dưới 1m2 không được trượt lên đây. Dưới 1m2 là không được trượt. Cái này cao 1m4 hết rồi. 1m4, 1m5. Từ đứa trượt nha con, từ đứa trượt thôi nha. Nhà tắm biển xong rồi, bây giờ lại nhà hàng để anh em
ăn uống cho tao bụng quá rồi. Vào vào trong coi nhà hàng coi, trải nghiệm coi dịch vụ ở đây sao. Nhà hàng này nè. Không có cách nào khác hả? Ngồi để phía đây cũng được anh. Sau khi tắm xong cái bụng rồi, cả nhà giờ dùng cơm tại nhà hàng Đại Nam. Đấy, thì lúc đầu là mình đặt dịch vụ là giá vé là 1,8 triệu, họ chạy xe đưa rước đi từ sáng tới chiều, chung là ăn uống này khoảng tầm 4 giờ là hết, từ 8 giờ tới 4 giờ ăn lúc nào cũng được. Thôi cả nhà dùng cơm ha. Thôi chuẩn bị dùng cơm đi. Đây có dưa hấu tráng miệng nè, cơm trắng nè, gà chiên nè, gà chiên nè. Cái món này là sườn ram nè. Đó, cá thịt kho này, thịt kho, thịt xào, súp lơ, cái dưa hồng chiên. Đấy. Anh cu đi chơi bữa nay ngủ. Lẩu, lẩu thì lẩu cá lăng. Đấy, nói chung là đồ ăn rất là nhiều, ăn sẽ không hết được đó chứ. Cái này, này ăn chắc khoảng lẩu cá lăng. Cơm mấy con. Tắm xong rồi, gần, hiện tại giờ là gần 2 giờ rưỡi chiều rồi, ai cũng đói bụng hết. Đây có đây. Nhà hàng đây là có nước dùng cụ kia đầy đủ hết rồi. Bên đây là quầy chúng tiền, không gian quán phía đây. Thôi mời cả nhà dùng cơm nha. Thử cái này không có ốm đâu. Sáng giờ vừa buồn ngủ kia đó bụng, chơi mệt rồi chưa buồn ngủ kia đó bụng. Đây ba lấy cơm cá cái này. Đây. Để cái này đây. Nói chung là đồ ăn uống thế này thấy cũng được. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi nha.